Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là cây an xoa. Đây, trên tay em đang cầm là cây an xoa đây, cây an xoa khô các bác nhé. Nhìn đây là cái quả của nó này. Đây. Quả này thì mình không nên uống các bác nhé, tại vì nó rất là ngứa cổ họng. Đấy, nên khi các bác đun, các bác loại bỏ cái quả này ra. Mình chỉ đun lá và thân rồi uống thôi. Đấy, bên em đóng hàng thì bên em cũng có loại ra, nếu các bác cần thì em cũng vẫn cứ cho vào thì các bác thôi. Bên em có cung cấp cây an xoa, cây xạ đen, cây cà gai neo, rễ mật nhân, lấm linh chi, lấm lim xanh, tam thất bắc, tam thất lụ, tam thất hoa, tam thất, đủ các loại. Rồi các đồ ngâm rượu như là táo mèo, chuối hột, rồi các loại như là cá ngựa, bọ cạp, tắc kè, bổ củi, sâm cau, sâm đương quy, sâm quy đá, sâm xuyên đá, đủ các loại nhé. Các bác cần thì cứ liên hệ cho em hoặc kết bạn Zalo để em để được tư vấn và mua hàng. Đây, một gói cây an xoa bên em như này đây các bác. Đây, một gói 1 kg các bác nhé. Đây, bên em có giao hàng toàn quốc qua đường bưu điện, các bác đến chỉ việc kiểm tra hàng và thanh toán. Đây, một gói này. Thì bây giờ em xin nói qua cái tác dụng của cây an xoa này. Thì cây an xoa có tác dụng là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư gan và một số bệnh khác như ung thư dạ dày, đại tràng. Ngoài ra thì còn chữa điều trị các bệnh như là xơ gan này, rồi hỗ trợ điều trị viêm gan B, C, rồi tác dụng điều trị men gan cao, rồi gan nhiễm mỡ, và tác dụng lợi tiểu, giải độc gan, mát gan, bảo vệ, tăng cường chức năng gan và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp giảm cân, hỗ trợ điều trị biến chứng của bệnh gan như vàng da, nhức mỏi, đau lưng, mệt mỏi, mất ngủ. Thì cái liều dùng sử dụng thì mỗi ngày mình sử dụng khoảng 5 đến 70 gram, nó nặng thì có thể đến 100 gram. Mới đầu thì mình sử dụng khoảng 3 đến 50 gram cho quen nhé, sau đó là mình sử dụng cao lên các bác ạ. Cây an xoa, các bác chú ý những người bị bệnh thận thì không nên sử dụng cây an xoa nhé, nhưng mà những người bình thận thì mình nên sử dụng cây cà gai neo, cây sạn đen, thì không nên sử dụng cây an xoa, không tốt cho những người bị bệnh thận. Đấy, ngoài ra thì bên em đây giới thiệu luôn gói xạ đen bên em các bác nhé. Xạ đen là chuyên hỗ trợ điều trị ung thư, những người bị ung thư gan hoặc các loại bệnh ung thư thì nó đánh tan u biếu. Đấy, cây xạ đen đây các bác. Đây là hoa đu, đây là cây cà gai neo nữa các bác. Cà gai neo đây. Đây thì còn đây là hoa đu đủ đực, thì bên em đang đóng hoa đu đủ đực cho khách đây. Đủ các loại các bác nhé. Các bác cần thì cứ liên hệ cho em hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn và mua hàng. Các bác cứ đun nước lọc hay uống nước hàng ngày. Còn nếu mà mình bị bệnh thận thì mình có thể dùng là cây cà gai neo, hoặc là nếu là bệnh gan nặng thì mình có kết hợp với cà gai neo với cả xạ đen với cả cây an xoa này đun chung uống. Đun chung nước uống hàng ngày. Các bác đun lên các bác có thể lọc qua một lần nước để uống các bác nhé. Các bác mua cái lọc bằng sắt đấy ở chợ họ hay bán đấy, mình lọc qua một lần nước để cho hết, uống đỡ ngứa cổ. Con xoa nó như vậy. Các bác cần cứ liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe.